take the second exit on Highway 46. Nej, 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 nej. Chính xác. Railway crossing. Đợi cuối tháng 3 có cái thị trấn Macedon á, mà lá vàng mùa thu á, cả một cái rừng lá vàng mùa thu rụng luôn. Oh, beautiful. Toàn xe máy phân khối lớn. Bên này nó thường thường có những cái hội. Thank you.
turn left onto the B300, Melbourne Highway. Yay. Destination on the left, Yarra Valley Chocolaterie and Ice Creamery. Chocolates. Oh, beautiful. Beautiful. Đây, hai con gái coi mặt đây nữa. Thank you.
See that gray part down there? Mm-hmm. See that gray part? That's a door. Yeah, you're right. Come have a look. Bảo cái này cũng là chocolate nhé. Con nghĩ vậy á. Đúng rồi. À, thank you.
quay ra đây xem có sáng không. Đấy, vẫn sáng kìa. Có tí tí kem thôi. Ừ, bán kem. Cả ngày bán hơi được. Lóng rồi bán được kem. Bò đi ăn đấy. Vùng farm rượu nho.
Lumberg Road, Gruyere. Turn left, Lumberg Road, Gruyere. Mới nè, đây mình là mới nè. Mong mong về kìa, còn mình đi thẳng đúng rồi, đi thẳng bên lắm luôn đấy.